Và trong hành trình bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có rất nhiều những thắng lợi vẻ vang, mà tiêu biểu chính là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, và trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì VTV Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã có nhiều chương trình trọng điểm, và trong số đó là VTV đặc biệt Điện Biên Phủ nhìn từ nước Pháp. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi trò chuyện với nhà báo Khương Quỳnh Liên của Ban Truyền hình Đối ngoại, là một trong hai tác giả đã thực hiện nên bộ phim tài liệu này. Bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh VTV4 vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 5 và sẽ được phát lại vào lúc 20 giờ 10 ngày 7 tháng 5 trên kênh VTV1. Xin được chào buổi sáng chị Quỳnh Liên. Trong những ngày này thì không khí làm việc và sản xuất các chương trình như thế nào rồi chị? Hôm qua giờ chị đã ngủ được bao nhiêu tiếng rồi? Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin kính chào các MC. Vâng, quả thật là với tôi những cái ngày này tôi cũng sống cùng cái không khí giải phóng Điện Biên cùng với đất nước, thì quả thật là chúng tôi nhiều ngày tháng nay để thực hiện bộ phim này và có thể gửi đến quý vị khán giả thì cũng có thể nói là nhiều đêm không ngủ và nói chung là ăn ngủ tại cơ quan rồi ạ. Vâng. Vậy thì theo chị đâu sẽ là những điểm mới mẻ, đâu sẽ là những góc nhìn đặc biệt mà chị sẽ gửi đến quý vị khán giả thông qua VTV đặc biệt Điện Biên Phủ nhìn từ nước Pháp ạ? Dạ vâng, có thể nói là sau 70 năm ấy ạ, thì có rất là nhiều những bộ phim tài liệu cả trong nước và nước ngoài về chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng tôi luôn mong muốn có thể đưa đến khán giả những cái thông tin mới nhất ạ. Và trong những cái quá trình mà nghiên cứu bộ phim và cũng như là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã tiếp cận đến những cái kho tư liệu của nước Pháp, thì chúng tôi biết rằng ở Pháp hiện nay thì có rất là nhiều những cái kho tư liệu mà trong đó có những cái tài liệu rất là thú vị, những tài liệu quý về chiến thắng Điện Biên Phủ, và chúng tôi đã cố gắng sau một cái thời gian dài có thể tiếp cận đến những khối tài liệu này, nghiên cứu và cũng như là dịch những cái tài liệu này để có thể cung cấp cho khán giả những cái thông tin mới nhất và những cái thông tin quý giá nhất về chiến thắng Điện Biên Phủ ạ. Vâng, chiến thắng Điện Biên Phủ luôn luôn nhận được sự quan tâm của báo chí, của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng đó là một khối lượng thông tin và công việc tôi cho rằng rất là khổng lồ. Thì chị cùng với ekip của mình đã xử lý cái nguồn thông tin khổng lồ đấy như thế nào ạ? Dạ vâng, có thể nói là đây là lần đầu tiên với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi làm phim ấy, thì những bộ phim trước đây với những bộ phim mà công bố những cái tài liệu từ kho lưu trữ của Pháp thì chúng tôi phải mất thời gian khoảng từ 1 năm đến 2 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên vì cái chúng tôi nhận nhiệm vụ cũng rất là gấp ngay trước Tết thôi, và cái thời gian rất là ngắn. Vì thế thì chúng tôi khi mà tiếp cận được đến những cái tài liệu này thì chúng tôi sẽ focus vào những cái thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng mới nhất cũng như là ít được biết đến, và chúng tôi sẽ tập trung vào để nghiên cứu và đọc những cái tài liệu này để có thể lựa chọn ra những cái thông tin quý giá nhất và hay nhất để công bố đến cho khán giả. Vâng, và được biết rằng là chị cũng đã ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là cũng đã lên đường sang Pháp để có thể thực hiện những cái phóng sự, những cái buổi phỏng vấn phục vụ cho cái bộ phim tài liệu này. Và ở đây chị cũng đã mang đến trường quay những hình ảnh trong quá trình tác nghiệp. Cái ấn tượng lớn nhất của chị trong quá trình thực hiện phóng sự này khi sang Pháp là gì ạ? Dạ vâng, ở đây thì quý vị khán giả và các bạn MC cũng có thể thấy là một số những cái hình ảnh của các cựu chiến binh ở đây. Vâng. Ví dụ như đây là bác Pierre Flamand này, còn phía bên tay phải tôi là bác Jacques Boutier. Tôi nghĩ là với cái chuyến công tác này ở Pháp thì chúng tôi có rất là nhiều những cái kỷ niệm cũng như là rất là nhiều những cái khó khăn. Tuy nhiên cái điều mà làm tôi ấn tượng nhất đấy là cuộc gặp với những cựu chiến binh Pháp đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Vâng. Bởi vì là với những kinh nghiệm của chúng tôi ấy, khi mà tiếp xúc với những nhân vật cũng như là nhất là những người cao tuổi ở Pháp thì đều gặp rất là nhiều những cái khó khăn bởi vì sức khỏe với những cái yếu tố khách quan. Nhưng mà lần này thì quả thật là chúng tôi đã gặp những cái khó khăn bởi vì các bạn biết đấy, sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì có rất là nhiều những cái cựu chiến binh họ vẫn còn giữ một cái mặc cảm nào đó. Vâng, thì mình cũng rất là thấu hiểu đến những cái tình cảm đó của họ. Bởi vậy thì chúng tôi phải tìm rất là nhiều cách để có thể thuyết phục họ để họ có tham gia chương trình. Và tôi ấn tượng với một số bác thì đã nói rằng là bác có thể trả lời các cháu vào dịp khác, có thể ngay trước dịp này hoặc là sau dịp này, những 70 năm đấy là một cái mốc gì đó mà có thể là họ vẫn chưa vượt qua được và họ đã từ chối chúng tôi. Tuy nhiên với những cái nỗ lực của mình thì chúng tôi cũng đã tiếp cận được rất là nhiều cựu chiến binh. Và điều làm tôi ấn tượng nhất đấy là chúng tôi cũng không hiểu sau 70 năm có nhiều người chưa được quay trở lại Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ chia sẻ với chúng tôi về những cái kỷ niệm, những cái năm tháng mà họ đã chiến đấu ở Việt Nam, họ luôn ánh lên một cái niềm xúc động cũng như là một cái tình cảm, tình yêu Việt Nam, sự gắn bó với Việt Nam. Và điều đấy thực sự khi mà gặp những cụ già cũng đều gần 100 tuổi rồi, điều đấy làm cho chúng tôi vô cùng ấn tượng bởi vì họ tiếp đón chúng tôi với một tình cảm gần như là chúng tôi mang cả Việt Nam đến cho họ, và những cái cuộc gặp vô cùng xúc động. Mà đến bây giờ khi sau khi công tác ở Pháp 2 tháng rồi mà những cái tình cảm đấy tôi vẫn còn rất là ấn tượng.
Vâng, và thưa chị Liên, là ở phần đầu của chương trình chúng tôi cũng đã gợi mở cho quý vị khán giả về một từ khóa, đó là từ khóa mật. Ở đây trong câu chuyện của chị thì có một tư liệu mật nào mà chị có thể gợi mở cho quý vị thêm không ạ? Dạ vâng, có thể nói là cái niềm đam mê lớn nhất của tôi là những tài liệu mật mà đến từ những cái kho lưu trữ của Pháp. Vì thế mà tôi nghĩ là với những cái tình cảm của tôi mà khi được tiếp cận và thậm chí là sờ vào những cái tờ giấy, những cái tài liệu cách đây 70 năm, tôi cảm thấy lúc đấy rất là xúc động luôn. Và tôi luôn mong muốn là truyền những cái cảm xúc này đến cho khán giả của mình. Bởi vậy là trong cái bộ phim của mình thì chúng tôi, những cái tài liệu mà chúng tôi tiếp cận ấy, thì nó là một khối lượng đồ sộ, và chúng tôi đã lựa chọn cũng như nghiên cứu và dịch để chọn ra những cái tài liệu đắt giá nhất công bố cho khán giả. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đây, đấy là một trong những cái tài liệu trong bộ hồ sơ mang số hiệu là 1K342. Và trong cái bộ hồ sơ này, đây là những cái thông tin tình báo từ phía Pháp vào thời điểm đó. Họ đã theo dõi quân đội Việt Minh như thế nào, và họ đã biết rõ là Việt Minh với những cái vũ khí như thế nào, rồi số lượng quân ra làm sao, có thể nói là, và mình đào hào như thế nào. Là theo những cái tài liệu tình báo này, họ đã biết hết những cái thông tin ở phía quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng tại sao mà trong bộ phim của chúng tôi lý giải là tại sao Pháp đã biết rất nhiều những cái thông tin tình báo như vậy. Có thể nói là những cái thông tin của mình cũng nằm trong lòng bàn tay của họ, nhưng tại sao cái kết cục nó cuối cùng nó lại như thế, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy là một điểm mới và một cái điểm có thể là thú vị chúng tôi dành cho quý vị khán giả. Vâng, và cũng xin được tiết lộ với quý vị, nhà báo Khương Quỳnh Liên cũng chính là một trong những tác giả của VTV đặc biệt Nguyễn Ái Quốc ẩn số từ nước Pháp, cũng đã, cái đoạn phóng sự này, cái bộ phim tài liệu này cũng đã nhận được hơn 14 triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức của VTV4, một con số rất ấn tượng ạ. Vậy thì trở lại với tác phẩm lần này, chị đã nói về những cái điểm mình thích, mình ấn tượng rồi, có cái điểm nào mà chị cảm thấy hơi tiếc một chút về tác phẩm của mình hay không ạ? Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng cũng giống như là Nguyễn Ái Quốc ẩn số ở nước Pháp ấy, thì bộ phim này cũng đến cung cấp cho khán giả rất là nhiều những cái thông tin mới. Tôi có thể nói nhanh về một số những ví dụ như là thông tin về những cái bức không ảnh mà Pháp đã chụp từ trên máy bay chụp xuống trận địa như thế nào, cũng như là những cái thông tin liên quan đến những cái vũ khí của quân đội Việt Nam như thế nào. Và chúng tôi chỉ tiếc một điều rằng là quá ít thời gian, chỉ có 4 tháng thôi, làm như thế nào với một khối lượng đồ sộ tài liệu như vậy có thể cung cấp cho khán giả những thông tin mới nhất. Và chúng tôi mong muốn rằng là nếu mà có được nhiều thời gian hơn như thế thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có thể mang đến cho khán giả một cái bộ phim mà nó có thể hoàn hảo hơn, hoặc là nhiều những cái thông tin đắt giá hơn nữa. Vâng, nhưng mà có lẽ cho đến giờ phút này thì chúng ta cũng đã hoàn thiện xong bộ phim tài liệu này rồi và chờ đến ngày lên sóng thôi. Xin được gửi lời chúc đến cho chị Khương Quỳnh Liên cùng với ekip của mình, và chúc cho chị thật nhiều sức khỏe để có thể sẽ sáng tác và thực hiện được thêm nhiều những tác phẩm giá trị khác nữa. Và cũng xin được thông tin lại cho quý vị một lần nữa về bộ phim tài liệu sẽ được phát sóng trên VTV4 vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 5 và được phát lại vào 20 giờ 10 ngày 7 tháng 5 trên kênh VTV1. Quý vị nhớ chú ý theo dõi ạ.